Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh mình là Na. Hôm nay cái video này mình muốn nói về một mùa, đó là mùa đoàn kết. Mùa đoàn kết ở Canada khác với mùa đoàn kết ở Việt Nam như thế nào nha. Mùa đoàn kết là cái gì? Có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau quây quần lại, làm cái này, làm cái kia gì đó. Giống như ở Việt Nam của mình thì cứ đến mỗi khi mà mùa xuân sắp tới á, thì cả gia đình sẽ cùng quây quần bên nhau, dọn dẹp nhà cửa hay là nấu bánh chưng bánh tét gì đó. Còn ở bên Canada thì như thế nào? Mùa đoàn kết ở bên Canada bắt đầu từ tháng 11, mà nhiều khi cũng bắt đầu được tháng 10, tùy hỷ hà, tùy là do ông trời ông muốn mình đoàn kết khi nào thôi. Đó là cái gì các bạn? Đó là khi trời bắt đầu có tuyết rơi, người ta gọi là tuyết đầu mùa. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều bạn thích là tuyết này kia, mình cũng vậy. Mình qua Canada cũng chưa lâu đâu, khoảng chừng 3-4 năm gì đó thôi, nhưng mà mình vẫn đam mê tuyết nha, nhìn tuyết nó rất là đẹp luôn. Cho nên là cái mùa này tại sao lại là mùa đoàn kết, là tại vì hả, mọi tuyết rơi nhiều quá thì tất cả các thành viên trong gia đình cùng ùa nhau ra ngoài làm cái gì, mọi người xúc tuyết. Sau khi mà xúc tuyết xong thì mọi bên đây là cái mùa Noel, là mùa Giáng sinh, là cái mùa rất là lớn đối với lại những người ở phương Tây. Thì khi đó gia đình sẽ cùng nhau trang trí cái hông Noel. Ta ta. Yeah, giới thiệu các bạn, đây là cái hông Noel nhà mình ha. Cái hông này á, là mình mua hồi năm ngoái rồi, lúc mà dọn vô nhà mới. Đó, nó mình mua lúc đó là bên đây là dịch Covid rất là căng thẳng luôn. Cho nên là hả, mua thì để giấy dụng giống như là dọn nhà mới mua cây hông mới cho nó có nhiều điều may mắn thôi. Chứ thật sự ra mà nói thì hồi năm ngoái cũng trưng lên vậy đó. Xong rồi cả gia đình cùng người nhau ngoài ngắm thôi chứ cũng không được đi đâu nhiều này nọ. Mà có mấy cái trái trâu này nè mấy bạn, mua cũng không được nữa. Tại vì lúc đó là dịch ở bên Canada đó, cho nên kiểu những gì mà liên quan đến bạc ti thì người ta sẽ không bán luôn. Đó, trời ơi, thành ra kiếm cái trái trâu này rất là khó luôn. Cái này là mình tái sử dụng lại hồi năm ngoái nè. Đây, đó là mùa đoàn kết, là mọi người sẽ cùng nhau quay quần để gắn trái trâu lên cây hông Noel, dựng cây hông Noel. Dưới gốc hông này nè là sẽ có quà cho những người bạn bè này kia ở bên phương Tây. Thì mùa là Giáng sinh á, tặng quà cho nhau người ta rất là khoái luôn. Cái này là tại vì chưa mua được giấy gói quà nên chưa gói lại. Quà cũng còn nhiều lắm mấy bạn, nhưng mà tạm thời là giờ chưa có thời gian để đi mua nữa. Đó, cái hông nó sẽ có đèn như vậy đây, đèn chớp tắt. Ở trên đỉnh nó sẽ có cái ngôi sao, nhìn thấy lung thì linh chưa mọi người? Quá là Merry Christmas luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra nha, để giới thiệu cho các bạn về cái gọi là đặc sản của Canada. Bên Việt Nam thì đặc sản là món ăn hay là cái gì đó, còn bên Canada đây, đặc sản. Trời đất ơi, mùi một đống tuyết luôn. Có lạnh không mọi người? Thật sự ra là nếu mà trời tuyết rơi mà không có gió đó thì nó sẽ đỡ lạnh rất là nhiều, nhưng mà bây giờ gió rất là nhiều luôn. Đó, nó thổi tuyết ngập. Đây, cứ mỗi lần mà nó rơi xong á, đợi ngày hôm sau mà nó không còn rơi nữa, giống như trời mưa mọi người, cái là bắt đầu hốt tuyết, cả nhà lùa ra lấy máy đẩy. Phải nói là tuyết mà rơi với nhau các bạn là trời, tụi nó đẹp lung linh luôn, đẹp mà chỉ có muốn nhào ra mà sống ảo trên từng cm thôi. Nhưng mà sau đó thì sao, đến lúc mà nó không còn rơi nữa mà trời mà nóng lên một cái nghe là trời ơi, đường mà tưởng như là xa lộ Hà Nội bùng lầy không, tưởng mà lầu ở dưới ổ bùng không luôn á bạn, nó dơ và cố luôn. Xong mình mang giày vậy đó, cái phải gì mình chạy xe máy ha, cái mình ghét chân lên xe máy, cái là xong rồi mấy cái dơ nó sẽ nhiễu xuống đường. Còn đây đâu có, mình mang lên nguyên một chiếc xe hơi của mình luôn đó, nước đọng dũng dũng trong xe hơi luôn. Cho nên là cái mùa này mà ở bên phương Tây á, nhất là Canada đó, thì phải nói là một mùa rất là ấm áp, một mùa rất là hạnh phúc. Tại vì mọi tất cả thành viên trong gia đình người ta cũng hạn chế ra ngoài, bảo tuyết của mẹ đi qua ngoài làm gì cho lạnh thấy bà luôn hèn chi đó. Để có dịp thì mình sẽ quay đến cái trận mà hốt tuyết của gia đình mình cho mọi người xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã theo dõi YouTube của mình là Na.